ba loại nước ép trái cây rất tốt cho chị em phụ nữ. Khi mình uống vào nó giúp bổ trứng, tăng khả năng thụ thai. Chị em mình đang mong con thì hãy lưu video này lại để áp dụng nha. Thứ nhất là chúng ta hãy uống nước ép lựu. Mà lựu thì rất là dễ mua. Trong quả lựu nó chứa nhiều thành phần hormone estrogen thực vật. Hormone này thì có tác dụng là phòng ngừa các vấn đề về sức khỏe sinh sản như là u xơ, lạc nội mạc, u buồng trứng. Thứ hai là chúng ta hãy uống nước ép của cải bắp xoay. Cải bắp xoay thì mình mua về mình cứ nghĩ là nấu ăn hàng ngày thôi, nhưng thật ra khi mà mình mua về mình ép và uống mỗi ngày rất là tốt cho bụng luôn. Trong thành phần của cải bắp xoay nó chứa nhiều vitamin B nè, folate nè, sắt nè. Các cái dưỡng chất này đều đem lại cái lợi ích cho chức năng sinh sản, giúp điều hòa kinh nguyệt của chị em. Và thứ ba là chúng ta hãy uống nước cam ép. Nước cam ép thì rất là quen thuộc luôn. Đây cũng có thể là một loại nước giải khát của rất nhiều người. Cam thì nó cung cấp nhiều vitamin C, khoáng chất rất tốt cho sức khỏe và làn da. Nhưng ít có ai biết rằng cam rất là tốt cho buồng trứng luôn. Trong nước cam thì nó chứa nhiều hàm lượng polyamin và butrescin, giúp cải thiện chất lượng trứng, tăng khả năng thụ thai và giữ thai rất tốt, cung cấp chất chống oxy hóa, ngăn ngừa các bệnh. Khi mà người ta nghiên cứu trên chuột cái sau khi cho uống nước cam trong một khoảng thời gian dài trước khi buồng trứng, thì cái tỷ lệ khuyết tật nhiễm sắc thể trong cái trứng của chuột có giảm đến 50%. Và cái nồng độ vitamin C nó còn giúp chị em mình cân bằng, điều hòa nội tiết tốt, điều hòa kinh nguyệt ổn định hơn. Đồng thời khi mà chúng ta đã thả lỏng mà trứng nó không có phát triển, chúng ta nên uống chuyên viên uống bổ trứng điều kinh này, nó sẽ giúp tái tạo lại niêm mạc, bảo vệ thai nhi tốt hơn.